Qua thang hơn báo bên kia cũng được. Đã lên thần là bỏ bên kia. Quạt đi, quạt đi. Nè, nắm, báo nè. Thật sao cái gì cua sao nữa à, đưa cái miếng cà lông đắp vào. Nè, 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 quạt được nè. Trời ơi. Đó giờ ra nữa. Lửa đó không thể cháy đâu. Mấy bạn dùng mấy cục cồn mấy bạn rắc lên. Lấy mấy xác cồn này rắc lên. Thôi nguyên cục ổn lắm. Ừ. Thì nó cháy. Rồi từ từ lấy cái kia đào vô lại. Hello. Đây, ngước cái miệng lên coi, coi đứa nào nhép nhép không? Anh ơi, miệng rồi, cắt chúng hay đó ra. Đây ngồi cái cây, đứa nào miệng nhép nhép không? Nhớ quay qua coi. Hả miệng ra. Rồi, không có đồ ăn cho miệng. Đó. Chắc có lẽ bên đây chúng ta cần phải chia đội hình ra cố vấn cho cái đội của bên kia quá. Đội bên kia nó yếu quá. Chưa, bên đây chưa xử lý được cái trứng gà. Em bay đâu? Giao lưu. Giao lưu qua bển. Mấy nhóm bên kia rải rác quá. Không chỗ đúng không? Được đầu bắt luôn. Ừ, bỏ lên đi. Ở đây là có cô huệ. Không biết cô có chỉ giáo gì đây không cô? Hả cô? Cô có góp ý gì không mà sao bên đây nó lại có trước cô? Cái lùi luôn đi. Không phải nào em để cái này nó có mùi đi, nó thơm đi là mình chở luôn. Con đúng không? Này vậy? Vô luôn đi. Dụng luôn hả? Ừ. À các bạn lưu ý, em lấy cái cây á, em không ạ, thật nó vô chứ. Lát nữa không biết phải lan hay là than. Không gia đại luôn á. Còn còn củ nào không? Đó, chàng rồi. Sao tao nghi quá. Nghi rồi. Tao nghi quá. Cái củ lên đây. À, tại sao các bạn không chịu mà đâm qua củ cây lan rồi mấy bạn chở giống như nướng heo quay cho nó dễ không? Trời, chăm cho nó không chăm anh ơi. Dễ thôi phải không? Hầu hầu ấy, mỗi hội cho nó cho đạn cây nãy nữa không? Khoan. Đúng không? Bên nè. Không ra đây là à, trước khi đi tôi sẽ đếm là 1, 2, 3, 4 các bạn, hai sườn, hai thịt và một đùi, hy vọng khi quay về vẫn còn.